Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, tớ sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ copy trade theo chuyên gia. Còn đây là một con bot cực kỳ tuyệt vời của đội nhóm bên tớ. Đấy, thì trong video này tớ sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng luôn. Như các bạn đã biết, khi các bạn đầu tư vào một thị trường thì các bạn sẽ có đội nhóm chuyên gia đọc lệnh, như đội nhóm chuyên gia bên tớ thì sẽ đọc lệnh cho các bạn hàng ngày, có các ca zoom đúng không ạ? Thì các bạn sẽ vào chốt target là 1-3% an toàn cho trên một ca. Nhưng mà có nhiều bạn đã dạo gần đây đã nói chuyện với tớ và bảo là các bạn không có thời gian khi theo ca zoom độc lệnh, và các bạn không có thể theo hết được các ca zoom. Đơn giản như cái bảng lợi nhuận mà hàng tháng của bên tớ nó như thế này đấy, một ngày nó sẽ có là khoảng hơn 10 ca zoom đấy. Nhưng mà đơn giản là nhiều bạn không có thời gian vào hết 10 ca zoom này thì cái tỷ lệ là các bạn sẽ không mang được cái lợi nhuận nó tối ưu nhất cho bản thân mình, đúng không ạ? Thì cái con bot này mà của bên tớ, các bạn cài đặt trong hệ thống của tớ, nó sẽ theo được hết các ca zoom của đội nhóm bên tớ. Đơn giản là ngày có các ca từ 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ đến 20 giờ, 22 giờ ấy, thì nó sẽ theo được hết các ca đấy. Và ví dụ như tổng lợi nhuận của các ca zoom đấy là 12% thì nó sẽ chốt cho các bạn là 12% trong ngày hôm đấy nhá. Đấy, thì các bạn sẽ không phải tránh cái rủi ro là các bạn sẽ phải bản thân mình phải vào đặt lệnh ở ca nào, nghe theo ca nào nữa, mà các bạn chỉ cần cài đặt trên một click thôi là các bạn, cái tài khoản của các bạn sẽ theo chuyên gia đi cả ngày hôm đấy rồi. Ok, nhóm tớ tháng trước cái lợi nhuận là 194%. Đây là bảng lợi nhuận tháng 7 nhá. Thì nếu như mà các bạn lấy một ví dụ là như thế này, các bạn hình dung là các bạn đầu tư vào đây là vốn là 1.000 đô, đi lệnh là 1% cài theo con bot ở bên tớ, thì cái tháng trước các bạn đã tổng lợi nhuận các bạn mang về là 194%. Ok, các bạn tự tính lên là xem là lợi nhuận của bạn được bao nhiêu nhá. Thì cái này nó, con số này nó sẽ không cố định ở một con số, có thể có tháng lợi nhuận nó chỉ là 100% thôi, có thể là vài chục phần trăm. Nhưng mà khi mà theo được hết các ca zoom của chuyên gia rồi ấy, thì nó sẽ tỷ lệ an toàn và lợi nhuận nó sẽ tối ưu nhất hơn là các bạn tự dành thời gian ra theo hết các ca zoom. Như tôi nói là một ngày các ca zoom bên tớ nó rơi vào là hơn 10 ca zoom, thì các bạn không có thời gian các bạn theo ấy, thì các bạn có thể sử dụng con bot này. Đây là con bot sẽ thích hợp cho những bạn nào mà ít thời gian này và mới mong muốn lợi nhuận tối ưu nhất, thì các bạn có thể là tham gia nhé. Thì sau đây thì tớ sẽ vào con bot và tớ sẽ giới thiệu cho các bạn biết cách thức hoạt động của nó và hướng dẫn các bạn sử dụng luôn. Thì sau khi các bạn đăng ký tài khoản qua hệ thống của tớ ấy, thì các bạn sẽ vào một trang là topgroupbot.com. Đấy, đây là trang topgroupbot.com, tớ đã vào đây sẵn đây rồi. Các bạn đăng ký một tài khoản ở đây. Đây, đăng ký một tài khoản này là tài khoản web nhé. Tài khoản web nhé. Ok, tớ sẽ đăng ký mẫu cho các bạn xem. Đấy, các bạn sẽ điền một cái tài khoản, tên tài khoản là dễ nhớ đâu, không mật khẩu. Đấy, sau đó là các bạn ấn đăng ký nhé. Khi mà đăng ký được rồi, đồ rồi ấy, thì nó sẽ đến phần đăng nhập, các bạn sẽ đăng nhập tài khoản vào đây. Sẽ đăng nhập. Sau khi đăng nhập ấy, thì cái trang giao diện chính của con bot nó sẽ như thế này. Đấy, trang giao diện chính ở đây là trang giao diện chính của con bot copy trade bên tớ. Đấy, thì nó sẽ thống kê ở đây, cái phần giao dịch này nó sẽ thống kê cho các bạn là lợi nhuận ngày này, số dư tài khoản này và tỷ lệ lệnh thắng lệnh thua là bao nhiêu. Đấy. Và ví dụ như hôm nay các bạn vào là từ hôm 26, hôm nay là ngày 26, các bạn thực hiện copy trade theo chuyên gia thì nó sẽ tính lợi nhuận ngày 26, 27, 28 bao nhiêu. Các bạn có thể theo dõi nó ở đây. Đấy. Thì đầu tiên là các bạn sẽ xuống phần tài khoản này nhé. Đấy, sau khi đăng nhập vào đây, các bạn xuống phần tài khoản và các bạn đăng nhập cái tài khoản, tên tài khoản sàn ấy, cái email hoặc mật khẩu sàn DNS kiểu bạn ấy. Các bạn phải nằm trong cái hệ thống của tớ nhé, thì nó mới đăng nhập được vào đây và nó mới kích hoạt được để các bạn tham gia copy trade theo chuyên gia. Đấy. Đăng nhập như bình thường ở bên sàn DNS của bạn thôi. Với những bạn mới đăng nhập thì nó có thể là mất thời gian, là nó chờ thời gian về duyệt, nó phải là có người đến là 20 phút nhé. Nên là trong thời gian này các bạn đăng nhập thì các bạn cứ chờ. Khi mà các bạn vào đây, các bạn đầu tư theo con bot chuyên gia này, các bạn nên coi đây là bảng đầu tư là trung hạn và dài hạn. Từ lúc trước, trung hạn và dài hạn. Tại vì sao? Tại vì các bạn, đơn giản các bạn sẽ hiểu như này. Tôi bật lên đây cho các bạn hiểu. Là nếu như các bạn chỉ đầu tư một ngày thôi, đấy, thì ví dụ như hôm nay sẽ có những hôm mà ca nó sẽ rơi vào ca lốt 7 như này.
Đấy, lốt 7. Chuyên gia, tại vì chuyên gia cũng là con người mà các bạn. Chuyên gia cũng có thể có cắt lốt, cắt win, thị trường hôm nào xấu quá, chuyên gia có thể cắt lỗ. Đấy, cắt lỗ lốt 7 là rất bình thường các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy là ví dụ như tháng lợi nhuận tháng trước của bên tớ có ngày lốt 7, có ngày lốt 10. Đấy. Ngày lốt 10 là cao, nhưng mà hôm nào thị trường đẹp có thể lên lãi 12%, 18%, 20% một ngày là chuyện bình thường mà. Đấy. Làm sao mà chuyên gia cố gắng là kéo win cho các bạn tỷ lệ cao nhất đấy thì và vẫn thu lại lợi nhuận hàng tháng cho các bạn là được. Vâng. Nếu như các bạn để đây các bạn cài từ hôm mùng 1 và đến hôm 31 các bạn chốt ấy, thì cái lợi tổng lợi nhuận của các bạn là 194%, các bạn yên tâm vấn đề đấy. Các bạn không phải lo là hôm nay có thể là âm mấy, nhưng mà các bạn không lo vấn đề đấy đâu. Đấy, các bạn cứ đặt target và đi cái chia nhỏ phần trăm vốn đi 1-2% theo chuyên gia là được. Đấy, như thế này là tài khoản tôi đã vào này. Tớ sẽ nhập 2 vào đây. Xác nhận. Ok. Đấy, đây là tên tài khoản của tớ và sàn là sàn DNX thuộc hệ thống Top Group. Đấy. Khi các bạn đăng nhập thì các bạn cũng sẽ hiện ra như này. Sau khi các bạn đăng nhập được ở phần tài khoản này, các bạn sẽ xuống phần cài đặt này nhé. Cái tên chuyên gia này các bạn sẽ liên hệ với trực tiếp với tớ để tớ sẽ gửi cái tên chuyên gia cho các bạn để các bạn cài. Tên chuyên gia nó giống như thế này này các bạn ạ. Tên chuyên gia nó không phải là một chuyên gia đâu, mà đơn giản tên các bạn hiểu một key. Đấy, nó sẽ phân nó mỗi key này nó sẽ có 10 ca zoom của 5 đến 7 hoặc đến 10 chuyên gia khác nhau. Đấy. Ví dụ tớ nó đơn giản, cái key của tớ ví dụ các bạn cài là Top Group. Đây là tớ lấy ví dụ thôi nhá. Đấy. Đây là tớ lấy ví dụ, còn khi nào các bạn mà đăng nhập ấy thì các bạn phải hỏi trực tiếp với tớ để tớ gửi cho các bạn cái key đấy. Các bạn sẽ lựa chọn ra những chuyên gia, những key nào tốt nhất để các bạn có thể cài đặt theo. Đấy. Số tài khoản này là tài khoản là các bạn để là tài khoản thực. Trước khi đăng nhập vào bên bot này thì các bạn hãy đăng nhập trước vào bên sàn đi. Đăng nhập trước vào bên sàn. Tại vì sao? Đăng nhập trước với sàn để chuyển cái số tiền ở ví của mình ra sàn giao dịch ấy. Thì khi mà các bạn cài ấy, thì nó mới chạy được, chứ các bạn để tiền ở trong ví thì nó sẽ không chạy được. Đấy. Đơn giản ví dụ vốn các bạn 1.000 đô, các bạn thích đi lệnh là 10 đô chẳng hạn. Đấy, các bạn sẽ cài 10 đô. Mức chốt lãi hàng ngày, mức chốt lãi nếu như các bạn để là 0 thì đồng nghĩa với con bot nó sẽ không chạy. Đấy, nếu như các bạn để các bạn muốn chạy xuyên suốt theo chuyên gia cả ngày. Ví dụ như này, chạy hết các ca. Đấy, và hết ca là chuyên gia chốt như thế nào mình chốt như thế thì các bạn có thể để chốt lãi cao lên cho mình 500 chẳng hạn. Các bạn cứ để 500 nó không chốt hết cái số tiền của bạn đấy đâu, nhưng mà nó sẽ chốt hết các ca theo chuyên gia các bạn nhớ nhá. Đấy, chốt lãi chốt lỗ ví dụ 500 chẳng hạn. Trạng thái này các bạn để bật nhá. Đấy, sau bạn lưu cài đặt. Đấy, sau bạn lưu cài đặt thì con bot này đồng nghĩa với cái là con bot này bắt auto nó sẽ copy chơi theo chuyên gia. Ví dụ sáng tầm khoảng 8 giờ các bạn vào cài đúng một lần như này. Thế thôi, cài như này thôi, các bạn không đăng nhập ở bên dnx.com nữa. Khi các bạn cài này tối các bạn có thể vào các bạn đăng nhập vào một lần các bạn xem. Đấy, xem là ngày hôm đấy các bạn chốt được target bao nhiêu. Đấy. Khi các bạn tắt cái trạng thái này đi là có nghĩa là con bot nó sẽ hiểu là nó sẽ dừng hoạt động. Đấy. Các bạn nhớ là các bạn để bật cái chế độ ấy lên, sau các bạn lưu cài đặt nhá. Đấy, thì ở đây nó có phần lịch sử này. Lịch sử cái ngày hôm đấy này. Có kể cả các bạn một hàng tuần các bạn vào các bạn theo dõi cũng được. Cái nó sẽ có thời gian và chuyên gia nào. Đấy, tài khoản là tài khoản tên tài khoản các bạn ấy và sàn là sàn DNX. Đấy, số tiền đặt lệnh là bao nhiêu, loại ví là tài khoản thực. Đấy, lệnh vào là lệnh mua hay lệnh bán ấy, kết quả win hay lose, lợi nhuận nó mang về bao nhiêu thì nó sẽ thống kê hết ở đây nhé. Đấy, đơn giản nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Thì khi các bạn đăng nhập vào đây, khi bạn đăng ký một tài khoản của topgroupbot.com rồi, đấy, các bạn vào đây các bạn đăng nhập cái tài khoản DNX của các bạn. Đấy, đăng nhập tài khoản DNX qua trong hệ thống của tớ ấy. Sau đó là các bạn vào phần cài đặt này. Đấy, các bạn chỉ cài đặt cái chuyên gia theo cái mà hướng dẫn của leader của tớ ấy, cho các bạn. Đấy, những cái này các bạn đi lệnh bao nhiêu, đi lệnh một thì vì cái này nó sẽ đi lệnh một một mà. Nó sẽ đi lệnh là đi đều. Đấy, đi đều theo chuyên gia thì các bạn đi lệnh bao nhiêu, ví dụ vốn các bạn 1.000 các bạn đi lệnh 10 đô, 20 đô chẳng hạn. Đấy, thì các bạn sẽ cài ở đây, chốt lãi chốt lỗ để cao lên để cho nó có thể đi hết các ca theo chuyên gia. Đấy, bật cái trạng thái này lên và lưu cài đặt là xong, là các bạn có thể là đi đâu đó cũng được, tối các bạn vào xem hoặc cả ngày hôm sau các bạn vào xem cũng được. Ok. Thì trong video vừa rồi thì tớ đã giới thiệu về công cụ bot copy trade bên tớ và cái cách sử dụng cho nhà đầu tư khi tham gia.
Thì bạn nào mà có mong muốn sử dụng con bot này, liên hệ trực tiếp với tớ, tớ để đường link đăng ký và liên hệ với tớ ở bên dưới phần mô tả video này nhá. Ok, xin chào các bạn.